Bon Bon TV. Tại gia đình nhện. Yeah. Hả? Anh nhện. Lê lêu. Anh quá đáng lắm. Anh đứng lại cho em. Dám phá bồn của em đây. Bố mẹ nhện bất lực nhìn hai đứa con của mình. Dân, bố mẹ quyết định Giáng sinh năm nay hai đứa chỉ được tặng một phần quà thôi. Tại sao vậy ạ? Sao lại chỉ có một món quà chứ? Tại em đấy. Tại anh chứ. Tại em. Tại anh. Tối hôm ấy, nhện anh nằm trong phòng ấm ức nghĩ lại câu nói của bố lúc trưa mà không tài nào ngủ được. Mình không đồng ý. Wow, ông già Noel, ta đến đây ban cho cháu một điều ước. Cháu ước em gái cháu biến mất ạ. Cháu không hối hận chứ? Cháu sẽ không hối hận. Nhìn anh nhớ lại quãng thời gian không vui trước đây. Được thôi. Sáng hôm sau, những hình ảnh có nhện trắng đều biến mất. Con ăn đi. Ủa? Của em. Lê lêu. Em gái đâu vậy bố mẹ? Con hỏi lạ vậy. Bố mẹ chỉ có mình con là con thôi mà. Thôi, ăn đi con trai. Đây nữa. Nhìn anh thẫn thờ ra ngoài phòng khách. Chẳng lẽ điều ước của mình trở thành hiện thực rồi? Yeah. Con trai, bố có quà cho con đây. Wow. Con cảm ơn bố ạ. Hay chà. Vào đi nào. Chán thật đấy. Có vẻ như không có em gái bên cạnh, không vui như nhìn anh tưởng tượng. Không được. Tất cả đồ chơi phải là của mình. Hello. Đi đâu vội thế? Cho xin ít tiền bạn ơi. Tôi không có. Đi thôi. Nhìn anh tủi thân nhớ về khoảng thời gian ngày xưa. Mỗi lần bị bắt nạt đều có em gái đứng ra bảo vệ. Không được làm hại anh tôi. Nhớ đấy. Em đau quá. Em gái ơi. Nhìn anh buồn bã bước vào trong nhà. Siêu nhân nhện bay nào. Anh trai. Em gái. Anh trai. Thì ra do mình tưởng tượng à. Em gái, em đang ở đâu chứ? Đau quá, em nhẹ tay thôi. Anh hết đau chưa? Nhẹ tay thôi đấy nha. Được rồi. Không bôi nữa. Không có em gái, đáng lẽ mình phải vui chứ. Tại sao lại thế này? Ông già Noel, ông đưa em cháu về đi. Điều ước không thể rút lại được. Ông già Noel, cháu biết lỗi rồi, trả em lại cho cháu. Không. Em gái. Nhìn anh vội vàng chạy đến phòng khách. Nhưng khi đến cửa, cậu lại ngập ngừng không dám mở ra. Bình tĩnh nào. Đó chỉ là giấc mơ thôi. Em gái. Có chuyện gì vậy? Ủa. Cái cuối cùng. Yeah. Ôi không. Mình cùng xếp lại nha. Em đồng ý. Bắt đầu nào. Để anh. Mọi chuyện có vẻ ổn rồi anh ạ. Tình cảm anh em trong gia đình là một trong những thứ quan trọng nhất với mỗi người trên cuộc đời này. Hãy nâng niu trân trọng nó bằng cả trái tim mình các bạn nhé. Đừng để mất đi rồi mới thấy hối tiếc. Linh Trang, Amanda sôi động.
Bên bên mọt sách Hoàng soái ca chất kỳ năng động Harley Quinn và các diễn viên khác. Để xem em trốn đi đâu được. Tưởng thế nào. Wow. Ôi da. Bất ngờ chưa? Lê. Mày dám chơi xấu à? Tèn tèn. Cái gì đấy? Em tìm thấy một kho báu. Wow. Đây là mẹ làm cô dâu này. Còn soái ca nào nhìn như bố mình ấy nhỉ? Mùng 9 tháng 9 năm 2010 là ngày gì ấy nhỉ? Đồ ngốc, là ngày cưới của bố mẹ mình chứ gì nữa. Ngày cưới á? Ờ nhé, khó thế mà cũng nghĩ ra. Lịch hôm nay đã là ngày mùng 8 tháng 9 rồi á. Mình sẽ tổ chức cho bố mẹ một ngày lễ. Đúng thế, yeah. Ngày hôm sau. Muộn rồi, alo. Con chào bố ạ. Mấy đứa ở nhà chơi ngoan nhé, mẹ đi làm đây. Tạm biệt mẹ yêu. Let's go. Chuẩn bị thôi nào. Yeah. Buồn cười quá đi mất. Đúng rồi, đánh mạnh nữa lên. Thôi xong. Bánh của em. Anh lui vào một tí nữa đi. Sắp được rồi. Ui da. Con bon bon này hay thật đấy. Anh em mình cùng thổi bóng bay nào. Giận cả mình. Đang ăn mất cả ngon. Ăn ăn. Anh không biết phụ mọi người hả? Đưa đây. Nhâm. Đã vậy em cũng ăn cho anh xem. Của anh chứ. Của anh. Của em. Amanda. Cái đồ xấu xa này. Anh liều mạng với em. Thôi thôi, không cãi nhau nữa. Chúng ta phải tìm sự trợ giúp thôi. Được. Cũng đúng, đi thôi. 5 minutes later. Ông hàng xóm vào đây đi ạ. Mấy đứa từ từ thôi. Ôi dồi ôi. Bày bừa cả ra thế này. Theo ông. Nhanh lên. Quét sạch sẽ vào. Được rồi, để đó. Nhanh lên. La la la. Được đấy, mấy đứa khá đấy. Yeah. Đẹp quá. Đã xong. Đây là chiếc thiệp mời do chính tay Amanda thiết kế. Nhưng mà mời ai bây giờ nhỉ? Còn ngốc này. Nhanh cái tay lên. Biết rồi. Mấy đứa đang làm gì thế này? Ây da, vẽ cơ à? Ôi rồi, cũng ra gì đấy. Con gái. Bố, sao bây giờ bố mới về? Hay. Bố đi lên phòng nhanh lên. Bố vào đây nhanh lên đi. Được rồi. Trông bố ngầu quá. Sao mấy đứa lại bắt bố ăn mặc thế này? Kỷ niệm ngày cưới mà bố còn không nhớ à? Ngày cưới á? Nhớ rồi thì đi thôi. Yeah. Kế hoạch tuyệt vời ông mặt trời luôn. Không ổn rồi. Đau bụng quá anh em ơi. Hay hồi chiều ông ăn nhiều thứ quá nên bị đau. Anh phải đi giải quyết cái đã.
Thế còn phụ rể thì sao? Mẹ về. Nhà cửa kiểu gì mà để tôi ôm thế này? Tối quá. À, ngạc nhiên chưa? Ờ, thế này là chào mừng mẹ đã trở về. Mẹ có bất ngờ không nào? À, tí bố cứ tự tin lên nhé. Nhân vật nam chính của chúng ta đã xuất hiện rồi. Bố mẹ nắm tay nhau đi nào. Cảm ơn mọi người. Chương trình kỷ niệm đám cưới vàng chính thức bắt đầu. Hoan hô. Mời hai vợ chồng tiến vào. Vô, vô. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mừng bố mẹ. Không xong rồi, con xin phép. Đúng là đồ ngốc. Không biết chị Lửa đang làm gì nhỉ? Ý em là... Hả? Chính là nó đó. Em được mấy điểm vậy? Chắc chắn là cao hơn chị rồi. Ơ, hóa ra cũng như nhau. Không thể giữ nó lại được. Đã thủ tiêu xong. Xem em đây. Cũng rất gì là này nọ nha. Ờ, chết nhầm. Sợ quá. Yeah. Ôi không. Bố ơi, bố tha cho bọn con đi ạ. À, chào quá bố ơi. À, cái bụng của tôi. À, thật đúng là. Thèm quá đi mất chị ơi. Nhìn đây. Phải để kính vào đã. Giờ thì đến lúc sử dụng năng lực rồi. Không biết là có được không nhỉ? Một, hai, ba. Nhìn đây. Ngon quá. Ơ, mình cũng muốn ăn. Kem nè. Ngon quá. Kem xin một miếng đi mà. Muốn ăn thì phải lăn vào bếp với em gái. Chị ấy thật là quá đáng. Phải kiềm chế, phải kiềm chế. Đi lấy cốc nước nào. À, đúng rồi. La 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 la. À, lạnh quá. Sao bác bỗng hồ lại đóng băng thế này? À! Ai bảo không cho mình ăn cơ? Hãy xem em đây. Chị chịu thua đi. À? Trời ơi, đẹp trai quá. Xứng đáng có 10 người yêu. Úi giời, quá khen. Xin chào các cậu. Chàng nhìn em đẹp trai nha. Các cậu ấy dễ mến ghê. Đây là bạn mới của lớp chúng ta. Em mau ngồi xuống kia đi. Cậu mau lại đây ngồi đi. Mình có cách. Ghế ơi, nóng lên nào. Ôi da, nóng quá đi mất. Bỗng mất bông tớ rồi. Thầy ơi, em nóng quá. Nóng á? Vậy em xuống bàn dưới ngồi đi. Dạ vâng ạ. Cậu ngồi đi. Cảm ơn cậu nha. Cậu cần gì giúp thì cứ hỏi tới nha. Chị được lắm. Ôi sao tự nhiên lại lạnh thế nhỉ? Nhện đen vẫn chưa đến sao? Để đây đã. Tí nữa nhện đen đến, chắc cậu ấy sẽ thích lắm đây. À, ngon quá. Nè, cậu ăn nữa đi. Sao tự nhiên cậu ấy lại nhìn mình như vậy?
đây. Ủa, ai vậy nhỉ? Khoan đã, túi xinh nách của mình đâu rồi? Đây nè chị Lửa ơi. Không được. Ngon quá đi mất. Em quá đáng lắm rồi đấy. Hôm nay chị phải cho em biết tay. Chị nằm bo đi, còn lâu em mới sợ nhé. Đừng đánh nhau nữa. Dừng lại. Hả? Ôi không, cậu không ngờ các cậu lại như vậy. Không, không phải thế đâu. Nhện đen, đợi tôi với. Nhện đen giận mình rồi. Wow, sao chị ấy lại không giận mình nhỉ? Snack chị thích này. Nè nè nè. Phải làm thế nào để nhện đen hết giận bây giờ? Chị ăn cơm đi. Kìa chị, ăn cơm đi chứ. Đây là giấy mà. Phải làm sao để chị ấy trở lại bình thường được nhỉ? Đi với em nhanh lên. Đi đâu? Nhện ơi. Thôi đi về đi, chị không vào đâu. Không phải chị muốn xin lỗi nhện đen à? Có, nhưng mà... Cứu. Có ai không? Cứu với. Mau cút đi. Không được làm hại bà của ta. Ôi, may quá. Cảm ơn hai cậu nhé. Hai cậu tới nhà tớ làm gì vậy? Kìa, tớ muốn xin lỗi chuyện lần trước. Cậu tha lỗi cho tớ nha. Tớ không để ý chuyện đó đâu. Sao lại có tuyết rơi vậy nhỉ? Rơi nữa nào, nữa nào. Ui. Khó vậy mà cũng nghĩ ra được. Anh thua rồi, đừng bắn nữa, đừng bắn. Lê liêu, đồ tệ dầm ra quân. Cầm lấy, anh mau nhắm mắt lại đi, để em còn đi trốn. 5, 10, 15, 20. Có chỗ trốn rồi. Tưởng mình là gà, nhưng thực ra chỉ là hạt thóc. Để xem lần này anh tìm thấy em kiểu gì. Đi thôi, bố mất rồi. Hả? Ôi không, xe chạy rồi. Anh Nhện, cứu em. La 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 la. 90, 95, 100. Anh bắt đầu đi tìm nha. Chiếc ô tô vừa nãy cổ đây mà. Đâu rồi nhỉ? Amanda. Amanda. Amanda, em đâu rồi? Amanda, em đâu rồi? Đừng trốn nữa, ra đây đi mà. Cây này, anh mau nhắm mắt lại đi, để em còn đi trốn. Không ổn rồi. Vâng vâng, tôi đang kiểm tra lại đây. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ đang bận. Vâng vâng, tôi vừa kiểm tra rồi, mọi thứ vẫn ổn. Ôi giời ạ. Mẹ ơi, Amanda mất tích rồi. Hả? Còn nói cái gì cơ? Amanda, cậu ở đâu? Amanda. 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 Con ơi. Amanda ơi, con đâu rồi?
rồi, Amanda. Con ơi, mẹ, mẹ ổn chứ? Tránh ra. Mẹ, con Amanda ơi. Con sai rồi. Amanda, em đang ở đâu? Cuối cùng cũng về đến nhà. Ý da, nặng quá đi. Hả? Ôi trời ơi. Ui da, đau quá. Giật cả mình. Cháu xin lỗi. Cháu là ai? Sao lại nằm trên xe của chú? Cháu muốn về nhà. Mọi chuyện là như thế đấy ạ. Thôi chú hiểu rồi, để chú đưa cháu về nhà. Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. Có manh mối gì không? Dạ chưa có mẹ ơi. Cái gì? Vẫn chưa thấy sao? Mẹ, Amanda mà có mệnh hệ gì thì mẹ sống sao bây giờ? Mẹ đừng buồn, rồi chúng ta sẽ tìm thấy em thôi mà. Còn nói thế mà nghe được à? Tránh ra. Tại con, tất cả là tại con. Con đi chơi thì phải trông em chứ, sao con lại bỏ em một mình hả? Con xin lỗi mẹ. Số lạ của ai gọi đến thế này? Alo, thật à? Vâng vâng, tôi đến ngay. Có tin tức của Amanda rồi, chúng ta đi thôi. Cháu chú ý nha. Amanda. Mẹ. Amanda. Mẹ ơi, con đã đi đâu vậy? Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Cảm ơn anh rất nhiều nha. Không có gì đâu, tôi xin phép về trước nhé. Con có biết con làm mẹ lo thế nào không hả? Con xin lỗi mẹ. Con trai, mẹ xin lỗi vì đã nặng lời với con lúc nóng giận. Dạ không sao, miễn là em con vẫn an toàn là con vui rồi. Mẹ ơi, con đói lắm. Được, để mẹ nấu gì ngon cho hai đứa nha. Có bao giờ các bạn nhỏ nghĩ sẽ nhận được một món quà bất ngờ là khả năng siêu năng lực chưa? Chị em nhà Amanda thì có rồi đó. Vậy sau khi có được khả năng siêu nhiên đó thì họ sẽ sử dụng nó như thế nào? Sắp được rồi nè. Thôi xong rồi. Sao chị lại phá đồ chơi của em? Bất ngờ chưa em gái? Chị sẽ phải trả giá. Đứng lại đó cho em. Ai gọi vậy nhỉ? Để em ra trước. Đợi chị voi. Nhà có bưu phẩm. Dạ em xin nè. Cái gì đó, đưa chị xem nào. Ôi da, bất ngờ chưa bà già? Dám kêu chị à? Các người sẽ bất ngờ với món quà này. Không biết bên trong có gì nhỉ? Xem này, mở ra. Nhỏ là đồ của mẹ thì sao? Mẹ làm sao mà mặc vừa cái này? Chắc là gửi cho chị em mình rồi. Nghe cũng hợp lý ha. Wow, đẹp quá chị ha. Chị em mình mà mặc lên thì sẽ như thế nào nhỉ? Ơ, mặc vào rồi nè. Sao xung quanh chị toàn lửa thế này? Còn xung quanh em toàn hơi lạnh luôn này. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Hình như đang bật điều hòa hơi lạnh thì phải. Phải tăng nhiệt độ lên mới được. Cuối cùng cũng ổn rồi. Chị thấy nóng quá. Giảm bớt nhiệt độ đi. Không, của em. Của chị. Em muốn chiến tranh sao? Bỏ tay ra. Thôi chết, cái máy đi quà mất rồi. Hai đứa này lại làm cái gì đấy? Mẹ. Còn với chả cái, đứng khoanh tay hết giờ cơm đi. Đến khổ, đứng lên. Tại chị, tại em á. Chị lại muốn gây chiến tiếp đó hả? Hả, chị ấy đang làm gì vậy nhỉ?
thế nào. Mình có trò vui rồi đây. Đố chị ngủ yên được đấy. Tiếp nào. Hả? Chết rồi, cái bình hoa này cháy rồi. Ơ, em có thấy cái gì không? Để em thử lại. Hình như em có siêu năng lực rồi. Wow. Yeah, chúng ta đã trở thành siêu anh hùng rồi. Đi thôi. À quên, cửa bên này. Nào, hôm nay mình sẽ làm món thịt xá xíu ngon nhất nách luôn. Ơ, sao bếp lại không bật được thế này? Phải đi gọi thợ thôi. Mẹ không cần phải mất công như thế đâu. Để bọn con gánh tem cho. Gánh tem á? Mẹ cứ để con. Lửa lên rồi. Mẹ thấy thế nào ạ? Có thế mà cũng làm được á. Ôi thơm quá mẹ ơi. À được mẹ khen rồi. Mẹ đợi con tiếp nha. Úi trời ơi, cháy to rồi. Mau tìm cách đi mẹ. À đúng rồi. Cái gì thế này? Mẹ thấy con có giỏi không? Hả? Trời ơi, món thịt chiên của tôi. Chắc là giòn lắm đấy ạ. Chắc là không giòn đâu. Đi ra ngoài mau. Úi trời, đi mau đi chị. Nóng thế nhỉ? Nhà không bật điều hòa. Khoan đã, cái điều hòa này là dở chứng rồi. Để con quạt cho bố nha. Được đấy, mát thế nhỉ? Mình phải giúp bố thấy mát hơn nữa mới được. Ôi, mát thật đấy. Lạnh quá. Hả? Chết rồi. Bố ơi, bố. Mình phải cứu bố mới được. Yeah, bố đã trở lại bình thường rồi. Đi ra chỗ khác chơi. Nhanh lên. Bố tức rồi. Đi thôi Amanda. Chán thế nhỉ. Nếu sức mạnh này không thể giúp người khác thì chúng ta còn cần nó làm gì? Cướp, có ai không? Cứu tôi với! Im out! Cướp lấy túi đồ của tôi rồi! Hãy xem đây! Yeah! À! Hả? Cháy mông rồi! À, nóng quá! À. Ở kia! Mau dập lửa đi! Chị nhìn bọn chúng kia! Nhìn em đây này! Chị thấy em thế nào? Thường thôi. Chị lại gato đấy à? Tiếp kêu. Yeah, hey, yeah. Túi của chị đây ạ. Cảm ơn hai em. Dạ không có gì đâu. Gì thế này? Sao bọn chúng lại đứng như tượng thế nhỉ? Đến lúc rồi. Hả? Các ngươi đã bị bắt. Mau theo ta về trụ sở. Yeah, chúng ta đã làm được việc tốt rồi. 3 triệu cơ. Tiền điện với tiền nước nhiều thế nhỉ? Đừng đừng. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Hai đứa này. Hai đứa này thôi ngay. Đằng sau. Có chuyện gì vậy bố? Yeah. Các người có thôi đi không? Ôi dồi ôi. Thôi xong. Amanda, em chơi xấu. Mẹ đi chợ mới về ạ. Các người toàn đội. Đau quá.
biết lỗi rồi. Mẹ ơi con xin lỗi ạ. Mẹ tha lỗi cho con. Nhà thì chẳng khá giả gì, điện nước dùng thả ga, rồi tiền ai trả? Thì chẳng phải cuối tháng mẹ trả còn gì. Cái nhà này phải chỉnh đốn ngay lại mới được. Tức quá thì mất thôi. Ôi, ôi da. Từ giờ chúng ta sẽ sử dụng chính sách tiết kiệm. Ai không tuân thủ trả. Vì lãng phí nên chúng ta mất nhiều tiền như này. Bây giờ cần phải chấn chỉnh lại. Chấn chỉnh lại á? Là gì vậy bố? Gì vậy nhỉ? Yeah. Mỗi ngày chỉ dùng từng này giấy vệ sinh thôi. Cái gì? À, không được đâu mẹ ơi. Nhỏ. Nhỏ làm sao? Nhỏ bị tiêu chảy thì sao ạ? Ăn uống lành mạnh thì không có chuyện ấy đâu. Ờ, kìa mẹ. Con không chịu đâu. Ờ, giấy của em. Ngày hôm sau. Buồn ngủ quá đi à. Ờ, sao thế? Sao không mở cửa được chứ? Hả? Bên phải quay. Bàn chải, chai nước. Ê, Amida, mẹ khóa cửa nhà vệ sinh rồi. Mang bàn chải ra đây mà đánh răng nè. Gì vậy trời? À, hết nước rồi. Bố xịt ít nước. Thế con rửa mặt bằng cái gì? Mai rửa bộ con ạ. Bao giờ chuyện này mới kết thúc đây? Buồn cười quá đi mất. Hả? Tắt rồi. Tivi làm sao vậy nhỉ? Mẹ. Mẹ ơi, tivi bị làm sao ấy? Đang giờ nghỉ trưa mà trời cũng không nắng lắm, nên là mẹ đóng cầu dao. Gì vậy? Mẹ đóng cầu dao. Tiết kiệm điện là trên hết. Cắt cả điện á? Đúng thế. Không chỉ vậy, 9 giờ tối mẹ sẽ cắt toàn bộ thiết bị điện. 9 giờ á? Để các con có thời gian nghỉ ngơi, bớt làm chuyện vô bổ. Mẹ ơi, thế thì nóng lắm. Chúng con sẽ nóng mất thôi mẹ ơi. Đừng mà mẹ, mẹ ơi. Mẹ, đừng mà. Buông ra. Mẹ, mẹ bình tĩnh. Con. Các con dám không nghe lời. À, chạy mau. Bây giờ phải làm sao để mẹ dẹp cái chính sách tiết kiệm bây giờ? À, anh có cách này. Chúng ta sẽ... Được đấy. Ok. Mà này, anh hỏi thật. Sao anh? Chùm chăn mẹ không thấy nóng hả? Ừ nhỉ, nóng thế không biết. Bố. Nam tử hán đại trượng phu, bố mạnh mẽ lên. Được. Chạy vô. Mình à, anh thấy chính sách tiết kiệm lần này có hơi quá. Khổ chưa? Sao lúc trước không dùng tiết kiệm? Lúc các người sử dụng lãng phí điện nước, có nghĩ tới ngày hôm nay không? Nếu mẹ không bỏ chính sách đấy, con sẽ tuyệt thực. Đúng, con cũng vậy. Kìa bố, anh cũng thế. Thích thì chịu. Đã đảo nóc nhà, vùng lên vì chính bản thân bạn. Đã đảo nóc nhà. Đã đảo nóc nhà. Đã đảo. Ăn cơm thôi. Ngon quá đi mất. Đã đảo. Wow. Thơm quá. Không được. Còn đói quá bố rồi. Đã đảo. Xem mấy người cố chấp đến đâu. Thời gian trôi đi. Ôi. Bố ơi, vừa đói vừa mệt. Con đói quá. Nói bé thôi, đừng để mẹ con nghe thấy. Nhưng mà con đói quá. Đi theo bố. Không có gì cả. Đói quá đi à.
phải đường sống của bố con mình rồi. À, lại đây. May quá, vẫn còn cơm. Yeah. Nhưng mà làm gì còn thức ăn? À, bố có cách. Cách gì vậy ạ? À? Chúng ta sẽ làm cơm cháy chiên nước mắm, đảo đều cơm lên, cho ra ngoài này. Đó. Sau đó nén chặt lại. Các con cứ chờ kết quả nha. Cán mịn miếng cơm này ra, sau đó cho vào chảo chiên. Wow, thú vị quá. Wow, anh ơi, thơm quá. Chiên chín đều hai mặt. Đã xong. Được không? Tuyệt vời bố ạ. Vậy các con ăn đi. Tuyệt. Ngon thật đấy. Ngon quá bố ơi. Nếu các con thích, mai bố lại làm nữa nha. Vâng ạ. Thật là. Ngày hôm sau, tôi có một chuyện muốn nói. Không phải mẹ biết gì đâu đấy chứ. Từ nay về sau, chính sách tiết kiệm sẽ không còn nữa. Thật thế ạ? Thực ra mẹ lập ra chính sách này để ba bố con tiết kiệm hơn, tiết chế lại những thói quen lãng phí. Cũng mong sau sự việc lần này, cả ba sẽ nhận thức được tầm quan trọng của thức ăn và nước. Vâng ạ. Những thứ chúng ta đang có đều rất đáng quý và không nên bị lãng phí. Bọn con nhớ rồi ạ. Anh cũng vậy. Vậy ba bố con vào đánh răng rửa mặt ăn sáng nhé. Yeah, đi thôi. Thật may không có ai ở đây. Sao số mình khổ thế này cơ chứ. Nhiều bài điểm kém thế này, mẹ mà biết được chắc mình chết. Đúng rồi, mình phải thủ tiêu chúng đi mới được. Nhét tạm vào đây trước đã. Bắt quả tang anh rồi nha. Em biết hết rồi. Bài kiểm tra của anh nhiều như lá mùa thu. Giấu sao cho nổi. Thì sao? Làm gì được nhau nào? Vậy sao anh trai? Đừng nói là... Mẹ ơi! Anh bên bên giấu bài! Không được! Em có thôi nhảy không? Anh xin em đây. Em làm ơn tha cho anh đi. Rồi em thích gì anh cũng chịu. Đúng cái mình muốn đây rồi. Ui giời ạ. Lại sai rồi. Bài này làm thế nào cơ chứ? Yeah. Hay hay hay. Anh bên bên làm việc thôi. Em tha cho anh đi mà. Cũng được tha rồi. Bên bên, sao thế này? À, đau. Sao hôm nay lại nằm đất thế? Thế là bên bên liền kể lại toàn bộ câu chuyện cho nhện nghe. Sao nó biết được bài kiểm tra của ông? Tôi cũng không biết luôn. Lại đây tôi bảo. Bây giờ ông phải làm theo kế hoạch của tôi như thế này. Tuyệt vời. Con biết gì mà nói, biết gì mà nói. Ra chỗ khác chơi đi, đi ra chỗ khác. Anh bên bên, ra làm ngựa cho em. Ra thì ra. Đi nào, tiến lên. Nhanh lên nào. Ôi dồi, cái chân của tôi. Chân tôi đau quá. Thôi xong rồi. Quả này dễ gãy chân rồi. Gãy chân á? Phải làm sao đây?
Đi lấy bông băng nhanh lên. Dạ vâng. Nhanh cái chân lên. Anh đợi em chưa? Nhà nơi tôi đau quá. Thôi cố gắng lên nào. Đau quá mà Đà ơi. Em xin lỗi. Khát nước thế nhờ. Đem, đem lấy nước cho. Nhanh lên nha. Diễn xuất này cứ gọi là đỉnh cú chớp. Nước đen cho yêu quý ơi. Nóng, nóng quá. Bỏng hết lưỡi rồi. Để em lấy nước đá. Diễn hơi sâu rồi đó. Nước đá bắt cực của anh đây. Không bé ơi. Tự nhiên anh lại muốn uống nước cam cơ đấy. Để anh mét mẹ em làm chân anh đau nha. À đau. Đau ơi là đau. Cực quá đi. Dám bắt nạt hành hạ mình này. Ơ à? Muối ơi, mày xuất hiện thật đúng lúc. Yêu mặn quá. Nước cam của anh đến rồi đây. Anh uống đi này. Toàn điểm ép thế này cơ chứ. Bon Bon. Nhẹ thôi không đau. Thì em đang nhẹ đây. Hình như có ai gọi anh thì phải. Mà thôi chắc nhầm. Bon Bon, còn mau ra đây. Cái gì đây hả? Thôi xong rồi. Mẹ. Đã điểm kém lại còn nói dối nữa. Bây giờ con muốn thế nào đây hả? À, mẹ ơi con xin lỗi. À. Anh Bon Bon, anh lừa em. Toàn rồi. Đứng lại mau. Còn mấy cái, sao lại hư như vậy hả? Mẹ ơi con xin lỗi. Amanda, anh xin lỗi. Vào một ngày nọ, có một điều kỳ diệu đã ghé thăm nhà của Bon Bon. Người ta đã báo thức thế rồi mà vẫn còn ngủ. Dậy đi. Ai vừa mới xuất hiện vậy nhờ? Chắc là mình mơ ngủ thôi. Mới có 6 giờ vẫn còn sớm, ngủ thêm giấc nữa. Ôi giời ạ. À, hôm qua đặt 7749 cái báo thức mà vẫn không dậy nổi. Đúng là đồ lười biếng. Phải rồi. Ôi trời ơi. Ai? 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 Có giỏi thì ra đây. Dám bày trò hả? Làm gì có ai nhỉ? Ảo thật đi. Mình hoang tưởng à? Không nhờ tôi, cậu còn lâu mới vậy nhá. Đâu rồi? Đâu rồi nhỉ? Cái này xấu quá. Cái này xấu hơn. Chẳng hiểu kiểu gì. Chọn mỗi bộ quần áo đi chơi thôi mà lôi hết cả tủ ra.
hôm nay mình sao vậy ta? Toàn nghe thấy mấy cái gì không đâu à? Không được. Chẳng có gì để mặc. Thôi không đi nữa. Ở nhà nghỉ cho khỏe. Mệt chết đi được. Đánh đi, đánh đi. Tự dưng lại bị sổ mũi thế không biết. Muốn ký đầu nó quá. Ở dơ vừa vừa thôi. Là xấu người còn xấu cả nết. Bon Bon ơi, mày quá. Quả này nó xong đời rồi. Nhìn cái phòng không khác gì cái chuồng lợn. Kiểu gì nó cũng bị mẹ đánh cho nát tiết. Thôi chết, mẹ lên. Dọn mau, dọn mau. Bon Bon. Thôi chết, mẹ sắp lên đến nơi rồi. Nó đang làm cái gì thế không biết. Xong rồi. Bon Bon, Bon Bon. Ờ, mẹ. Tốt, biết giữ gìn vệ sinh nhà cửa. Mẹ xuống nấu cơm. Vâng ạ. May quá đi mất. Lên đi, lên đi. Đó, đó, đúng rồi. Buồn ngủ quá đây. Tối hôm đó, Bon Bon đang nằm trên giường ngủ thì điều kỳ diệu lại diễn ra. Các đồ vật trong phòng đều biến thành người, mang theo vẻ mặt bất mãn tiến lại gần chỗ Bon Bon. Được ngày ở nhà, cậu ta nghịch tôi 24/24, không được nghỉ ngơi. Cậu ta còn đánh rắm lên người tôi nữa. Ấy, nữa này. Eo ơi, kinh lên được. Ăn cái gì mà thôi thế không biết. Các cậu đã thảm hại bằng tôi chưa? Eo, gớm lên được. Lúc trước chúng ta là đồ vật vô tri thì không sao. Bây giờ thành người hết rồi, chúng ta phải khác chứ. Tất cả là tại cậu chủ xấu tính quá đây. Chúng ta phải vùng lên. Tự do muôn năm, bỏ nhà muôn năm. Vùng lên, vùng lên. À mà khoan, muốn trốn chúng ta phải tìm cách chứ. Thế bây giờ chúng ta phải làm gì? Đợi tí, để tôi search Google. Có rồi. Bây giờ chúng ta sẽ... Được đó. Ồ, đây là đâu thế này? Ảo thật đây. Ơ, ông Bụt. Chẳng nhẽ mình lại được gặp Bụt sao? Bụt này lạ quá. Hình như có gì đó sai sai. Đúng vậy, chính ta là Bụt đây. Ta đến đây để gửi thông điệp cầu cứu của vũ trụ đến cho con. Ờ, thông điệp gì vậy Bụt? Con hãy nhìn đây. Toàn đồ cũ rích. Đỡ chật nhà. Ôi, trời mưa rồi. Cậu chủ ơi, cậu chủ ơi. Cậu chủ ơi, mở cửa cho em vào nhà đi cậu chủ. Cậu chủ ơi. Ê, cậu chủ ơi, mở cửa cho em vào nhà đi mà. Sao cậu chủ lại bỏ em? Bỏ em. Mẹ suốt ngày mắng mình. Tức chết đi được. À! Ây ui, đừng đánh nữa cậu chủ ơi. Đau quá, đừng trút giận lên em nữa.
tôi hôi hám hết cả lên rồi. Mình không muốn trở thành như thế này đâu. Mình xấu xa vậy sao? Con biết lỗi rồi ạ. Con sẽ sửa lại thói quen của mình và quý trọng đồ vật hơn ạ. Được, ta tin con lần này. Hãy giữ lấy lời hứa của mình. Con nhớ rồi ạ. Con biết lỗi rồi. Con biết lỗi rồi. Bên, anh làm sao đây? Anh sao vậy? Anh dọn dẹp phòng đã. Phòng bừa bộn quá đi mất. Cái ghế này bị lệch rồi. Còn cái gà giường nữa. Đã xong. Nay anh bị làm sao thế? Từ nay trở đi, anh sẽ thay đổi lối sống. Sống văn minh, lành mạnh và hạnh phúc. Yeah, cuối cùng thì anh cũng tỉnh ra rồi. Thôi xuống ăn sáng. Đi thôi. Ai chết. Các bạn nhớ đóng cửa khi ra ngoài nhé. Cuối cùng cậu chủ cũng thay đổi rồi. Thứ hai là ngày đầu tuần, bé luôn cố gắng chăm ngoan. Thứ ba, thứ tư, thứ năm. Ôi da! Chuyện gì vậy? Ướt hết quần áo của mình rồi. Cậu lao đi này. Tôi xin lỗi cậu. Cậu có sao không? Không sao. Vậy tôi đi đây. Học sinh mới à? Quần áo ướt hết rồi sao? Chào cậu. Để tôi giúp cậu. Wow, quần áo khô hết rồi này. Cậu là số 1 luôn. Gió ở đâu mà to thế nhỉ? Gió ở đây chứ đâu. Thấy khả năng của tớ thế nào? Trông cậu mắc cười thế. Tóc nữa kìa. Nhìn đi. Không. Để tôi giúp cho. Đúng là ngôi trường phép thuật mà. Sao lớp học tôi ôm vậy nhỉ? Lớp học nguyên tố. Bất ngờ chưa? Chào mừng học sinh mới đến với lớp học siêu năng lực. Wow, cậu giỏi quá. Hả? Giấy lên nào. Cậu siêu quá. Tiếng giấy nhỉ? Cái đồ lười biếng, suốt ngày chỉ ngủ thôi. Vài việc thôi chứ còn gì nữa. Tớ đã chuẩn bị xong rồi đây. Nhìn buồn cười quá. Bây giờ đánh lượt tớ. Biến nào. Yeah, tuyệt quá. Mưa to quá. Có chuyện gì vậy? Nhìn cậu ấy kìa. Cậu hãy nhìn đi. Ôi không, mặt của mình. Liêu liêu, đồ sâu ngủ lười biếng. Các cậu chán sống rồi đúng không? Cậu ấy tức rồi, chạy thôi. Cho các cậu biết thế nào là lấy đồ. Hả? Cái gì thế này? Thì giá bị biến thành công chúa bong bóng rồi. Chạy thôi. Các em, làm thế nào để ra ngoài bây giờ? Em xin lỗi thầy, em không biết làm thế nào để trở lại. Quay không, giúp tôi với. Ngày hôm sau. Làm sao để lấy được bây giờ? Amanda đang có chuyện gì kìa? Này Amanda, mới sáng sớm cậu đã nhảy tưng tưng ở đây vậy? Bóng của tớ. Cao thế. Các cậu nghĩ cách giúp tớ đi. Cứ để tớ lo. Cảm ơn cậu nhé. Hãy xem sức mạnh của khí ra tay đây. Ôi trời ơi, thối thế. Xin lỗi, sáng nay tớ hơi ăn nhiều.
này thì ăn nhiều này. Vào đây bóng xuống đi. Xuống đây. Ôi 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 ôi, đau quá. Ảo thật đấy. Để tớ biến hình nào. Tuyệt vời, ống mặt trời. Bóng của cậu đây. Vào đến trường thôi, không muộn giờ. Hả? Nắp vào nào các cậu. May quá, không có ai ở đây. Chuyện gì vậy? Đó là ai? Ai vừa mới đột nhập vào phòng hiệu trưởng vậy? Trộm. Trộm sao? Có. Nói bé thôi, nói to trộm nó chạy mất bây giờ. Lại đây tớ bảo này, bây giờ chúng ta phải làm thế này để bắt trộm, các cậu đồng ý không? Được, được đó. Xong rồi. Bé thôi. Để tớ ra tay nha. Chết này, chết này. Vậy thế này là ma chơi sao? Ôi da, ôi tóc của tôi nóng quá. Thành công rồi. Đến lượt của khí rồi. Chuyện gì nữa vậy? Động đất à. Vẫn chưa hết đâu. Không phải động đất đâu, đây mới là động đất này. lại chuyện gì nữa đây? Ui. Yeah, bắt được tên trộm rồi các cậu ơi. Hoan hô. Các em là thầy đây mà. Thầy giáo. Chính là thầy. Là thầy. Sao tên trộm xấu xa lại là thầy giáo vậy thầy? Là thầy, thầy thật mà. Nhưng sao thầy giáo lại bị hói thế này? Ông chính là tên trộm giả mạo. Thầy giáo của bọn tôi đâu? Đúng thế, thầy giáo của bọn tôi đâu rồi? Chờ thầy tí. Ông ấy đang làm gì vậy nhỉ? Sao, bây giờ đã chuẩn là thầy của các em chưa? Wow, có thế mà thầy cũng nghĩ ra à? Tôi chỉ định quay lại lấy bộ tóc giả thôi. Quay đi quay lại có tí mà đã biến thành trộm rồi. Thầy yên tâm, bọn em sẽ giữ bí mật này suốt đời. Nhớ đi nha, hứa là uy tín luôn thầy. Lại bị điểm không nữa rồi. Tiêu đời tôi rồi nhện đỏ ơi. Khóc thì được gì, nghĩ cách đi. À, bây giờ ông thử về làm thế này xem. Này, bắt quả tang hai anh mua hàng cái bẩn nhé. Hả? Em làm gì đấy? Biết rồi nha. Em đi đâu đấy? Không biết mẹ đâu nhỉ? La la la. Rùng quá. Mẹ ơi. Con trai. Con làm sao thế này? Quái lạ, có sốt đâu nhỉ? Nhưng mà con buồn. Sao mà con buồn? Kiểm tra con bị không điểm. Con không xứng đáng được làm con của mẹ. Điểm không á. Con phải cố gắng hơn ở bài kiểm tra sao nhé. Dạ con biết rồi mẹ ạ. À, thành công rồi. Phải về áp dụng với mẹ mình mới được. Mẹ hôm nay anh Bên chịu điểm không đấy mẹ. Mẹ ơi con sai rồi. Đưa mẹ. Còn với chả cái hư quá đi thôi. Mẹ phạt dọn dẹp nhà cửa nghe chưa. Ui. Ui da toàn cái mông của tôi rồi. Hả? Có mỗi việc lau nhà mà cũng không xong. Đi vào rửa bát. Dạ vâng ạ. Còn với chả cái. Tất cả là tại Hạnh mà mình mới bị như thế này. Không muốn bị phạt ấy thì học hành tử tế đi. Dạ vâng. À, giá
bay đi chưa nhỉ? Chuyện gì thế này? Đồ tiểu cùng đáng ghét. Con có thôi đi ngay không thì bảo. Mẹ chẳng thương con gì cả. Con muốn đổi mẹ với nhện đỏ cơ. Hả? Đây là đâu vậy? Tôi là ai? Bây giờ là 8 giờ sáng. À, muộn học rồi. Đồ đi học của mình đâu hết rồi nhỉ? Con trai của mẹ dậy rồi đây à? Hả? Con trai? Này, con làm sao thế? Chẳng nhẽ điều ước mình thành hiện thực rồi sao? Mẹ ơi, con bị muộn học rồi. Cứ bình tĩnh ăn sáng cái đã rồi tí mẹ chở con đi học. Mẹ là số 1. Con ăn sáng đi nhé. Mẹ gì mà đen thế hả mẹ? Con cứ ăn đi, không sao đâu. Con không muốn ăn mà. Buồn cười thế nhỉ? Phải thế chứ. Mà ở nhà nhện sướng thật. Chả ai bắt mình làm gì mà lại còn được xem tivi suốt ngày. Vui quá. Ồ kìa mẹ, con đang xem tivi mà. Bây giờ mà còn xem tivi à con? Đứng dậy, ra đây nhảy với mẹ. Mọi người chia sẻ và chấm tương tác cho mẹ con em nha. Tuyệt vời. À, chúc bé ngủ ngon. Ơ à, hình như có ai đó. Úi, cái gì vậy nhỉ? Đừng nói là... Đừng lại gần đây. À, con trai, là mẹ đây mà. Úi giời ơi, mẹ làm con hết cả hồn. Mẹ đến kể chuyện ma con nghe cho dễ ngủ này. Chuyện ma ấy à? Khoảng nửa đêm em giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa bên ngoài. À, đáng sợ quá. Bên mới nhớ lại những khoảnh khắc mỗi tối mẹ đều sẽ đọc truyện cổ tích cho anh em nghe. Bên qua nhà tôi chơi đi. Anh về nhà em đi, mẹ em nấu đồ ăn ngon lắm. Đi thôi nào. Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Đồ ăn đã xong rồi đây. Được ăn rồi. Con không muốn ăn đâu. Đáng sợ quá. Có chắc là ngon không đấy? Mẹ tôi làm cứ gọi là đỉnh của chớp luôn. Hả? Ngon thế. Nhìn ông ăn kìa. Lâu lắm mới được ăn ngon thế này rồi. Ai gọi vậy nhỉ? Ơ, con trai, về nhà ăn trưa với mẹ đi. Mẹ làm mì tương đen ngon lắm đó. Hả? Về nhà? Mình mà về là sẽ phải quay trở lại cái cảnh phải ăn toàn những món khó nuốt đó. Rồi ngày nào cũng phải nhảy livestream. Đã thế tôi đến lại còn không được ngủ ngon thì mấy cái mẫu chuyện ma nữa. Không, con không muốn về nhà đâu. Quá muộn rồi, về nhà đi con. Không, con không về đâu mẹ ơi. À, không, con không muốn. Cứu con. Có không giữ, mất đường dãy đành đạch nhé. Không. Không, con không muốn. Không. Đã học dốt rồi con lười làm. Con chán sống rồi đúng không hả? Ờ, hóa ra là mơ. Mẹ ơi, con biết lỗi rồi. Con xin hứa từ nay sẽ chăm chỉ và làm việc giúp mẹ nữa. Để con giúp mẹ luôn nha.